Và bây giờ thì chúng ta sẽ gặp một chàng hot boy mất hí. Tôi nhắc vậy quý vị cứ đọc tên to. À, Trường Sang, đúng rồi, xin mời Trường Sang lên sân khấu. Thưa quý vị, Trường Sang là quán quân solo cùng Bolero mùa 7 năm 2021. Và đây là người mà được anh Mạnh Quỳnh nhận xét rằng hát bài hát hay hơn cả chính tác giả. Và cũng thật là hạnh phúc khi mà anh Mạnh Quỳnh đã nhận Trường Sang là học trò và dìu dắt. Điều đó thật là tuyệt vời khi ngày hôm nay hội tụ trên sân khấu này toàn những người con rất là ngoan của các nghệ sĩ. Và tôi tin chắc chắn rằng là sự yêu mến của khán giả ngày hôm nay tiếp sức cho các nghệ sĩ trẻ cũng sẽ là một tình yêu dành cho các nghệ sĩ gạo cội như là chị Vi Nhung, như là anh Mạnh Quỳnh. Còn bây giờ thì xin mời hai dòng hát trẻ sẽ gửi tặng những khán giả hâm mộ cha, mẹ, thầy, cô của mình những bài hát mà hai em tâm đắc nhất nhé. Giờ thì trước khi hát thì cho người ta chào cái. Tôi hỏi cái này cái. Cái cho chào. Chào đi. Dạ, lời đầu tiên thì cho phép Trường Sang xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị miền Bắc. Lời đầu tiên tất cả quý vị lời chúc sức khỏe và chào đến gương nhất ạ. Thì lần đầu hai đứa đến với Hà Nội và được hát tặng quý vị thì rất là rung và rất là hồi hộp. Dạ, rồi hỏi đi. Sẵn đây tôi nói nhỏ đây nè. Gì? Đừng có cho ai nghe nha. Tôi không biết thôi. Đúng rồi. Bữa giờ tôi đi Mỹ á. Có ai thao thức hay có ai nhớ Nhung gì tôi không vậy ta? Hỏi về rồi sao dám trả lời? Nói nhỏ thôi để tôi nghe được rồi. Thì lúc mà mấy người đi Mỹ thì cũng nhớ. Rồi thì thao thức hay không thì không biết, nhưng mà thôi hát bài này đi rồi sẽ biết ha. Ok. Tại vì hát rồi sẽ biết. Mấy anh mấy chú đang nhận thơ cho em xin. Một chàng vỗ tay thật lớn cho hai em từ con hổ. Thương anh nhớ anh tất cả ai. Còn gì
trời sáng đúng giờ mình hẹn hò là đời quên hết sầu lo. Non cao đất rộng
biết đâu mà tìm. Đường đời mịt mù vẫn nếu về đâu, mong chờ duyên kiếp đưa lối bất cầu. Em ơi nhắc lại phút xưa gặp nhau trên đê vắng. Xin phép gửi đến quý vị một ca khúc cũng rất là quen thuộc được mang tên Gõ Cửa Trái Tim. Mời quý vị cùng lắng nghe. Ok rồi. Thank you.
mùa trái tim và em được vào. Dù tình xót xa chung thân huyệt đào, ngủ vui với chiêm bao nỗi niềm mất xanh xao. Nhưng em vẫn ngóng tim anh mở cửa. Gõ cửa trái tim ngò hồn tái thế nằm cánh thật tươi, nhìn lòng mắt răng ta để một mối bơ vơ. Tìm anh ấy quá để em lời chơi. Ôi cứ tim em bằng đèn mờ hắt yêu cô đơn tận cùng. Đặt lỡ phím say cùng tình này cũng mong lung. Tìm em mãi bắn mũi tên lại luôn. Đặt lỡ phím say cùng tình này cũng mong lung. Tìm em mãi quá để anh lại nhìn lùi. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Cảm ơn quý vị ạ. Đó. Bà ngoại. Ủa bà nội. Bà nội nè. Bà ngoại đi. Dạ. Rồi con cảm ơn bà ngoại. Dạ dạ. Đó đó bà đó. Dạ con cảm ơn. Con cảm ơn cô. Đó cốc 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 xong đây. Đó cốc cốc cốc. Rồi sáng mai không có chơi vậy? Thôi đi, nhường chân tay đi kỳ quá. Dạ con cảm ơn cô. Dạ. À từ từ nha. Chết cha rồi. Có rồi dạ. Đây, phải không? Rồi. Này là kêu bằng là hoa túi bụi nè. Hoa túi bụi. Đó. Ai nha. Dạ, em dạ. Cảm ơn chị. Dạ, chụp tấm ôi hình. Rồi, okay. Có ai chụp cho cô không cô? Dạ, con cảm ơn. Dạ. Dạ đây. Dạ, không thấy ca sĩ đâu, thấy hoa không thôi. Rồi, chụp hình ạ. Xong chưa ạ? Dạ rồi. Chị chụp chưa? Dạ, con cảm ơn. Chưa, chị đào chưa có chụp. Chưa. Làm lợi. Delay lại cô. Tiếng ba của cô bị delay. Ok, cú bồ, cú bồ. Chết cha. Ui. Ủa. Quý vị ơi, quý vị thấy thằng ghệ em đâu không vậy? Ủa, hẹn người ta chiều giờ. Giờ này 11 giờ mấy luôn rồi sao chưa tới nữa? Ủa Valentine hẹn nhau đi chơi gì kỳ vậy? Nhung ơi! Nhung à! Em đâu rồi Nhung? Nhung kêu tiếng kỳ vậy ta? Cái bà này ta! Hẹn chiều nay. Hẹn chiều nay mà sao không thấy em. Gió hiu hiu lòng bóng em lạnh thế. Chiều mù sương hay mù khói thuốc anh, em không lại anh nhủ lòng sao đây. Em cứ hẹn chiều mai rồi lại không thấy em. Áo em xanh hờ hững đi
Có coi ngày không mà dính cái ca chạy xe gì mà cái xe đó làm đau như vậy nè trời. Rồi sửa làm sao? Ôi chạy cái gì trong xe đạp mà tưởng chạy xe đua không à. Ngày mà đi ra đường làm mà gặp hai ca như vậy là thấy nghỉ làm rồi. Đã 14 tháng 2 không có tiền tặng người yêu rồi mà còn dính mấy cái ca này tiền đâu tặng trời. Thì tịnh. Rồi này sửa làm sao ta? Chứ tức thật. Anh ơi, bơi giùm em cái bánh xe anh ơi. Thôi đi chị ơi, tôi đang căng thẳng cái ca này lắm chị ơi. Không có được anh ơi, em gấp lắm, bơi giùm em cái bánh xe cái. Chị gấp bằng tôi gấp không? Trời ơi, cái xe nó chạy mà làm đâu như vậy nè, má đã bắt tôi sửa trong vòng nửa tiếng này sửa làm sao? Không, tôi gấp hơn mà, anh sửa cho tôi đi. Thôi tôi mệt chị quá, gọi sửa cái gì đưa đây tôi sửa cho. Nè. Ủa? Bình thường cái bánh xe nó cái vỏ màu đen mà sao cái này nó màu cà phê sữa mà nhiều sữa quá vậy? Ây da, giật bẻ, giật bẻ. Ủa, em? Trời ơi, ghẹo anh nữa. Đi đâu đây? Thì em đi qua thăm anh. Trời ơi, trời chưa nắng gì đi ra đây thì anh làm gì? Thì ta nhớ anh, ta đi thăm anh thôi. Anh kỳ quá. Thôi, để nó nghe nè. Đi đâu ra đây nắng nồi thiệt tình á. Cái gì? Để anh kiếm cái ghế đấy? Cho em mới được. Trời ơi. Ê, là trời. Có ghế, có ghế. Không, trời em ơi. Ngồi. Em ngồi không có được, em ngồi em hát không có được. Không, ngồi nói chuyện nhanh thôi. Okay. Hát gì nữa? Rồi. Chiều anh nha. Hay ghệ em bán không cái gì? Người yêu em đó. Kỳ quá. Sao, đi ra đây gặp tôi có đem gì ra cho tôi không? Không. Anh phải có quà tặng em chứ, hôm nay 14 tháng 2 mà. Trời ơi, em thấy sáng ngày anh ra đường anh gặp cái ca kiểu này nè, rồi quà đường. Ủa? Nào. Nó chạy cái kiểu gì em thấy không? Cái là cái xe người giữ ta chưa? Như vậy mà nó chạy thành vậy rồi sao chạy? Là cái xe giữ chưa dạ? Em nhìn không ra cái xe luôn á. Thì nè, sao? Xe đạp mà nó chạy sao ngồi thành xe lăn luôn nè. Thiệt tình luôn á. Thôi. Nhưng mà anh nói cho em nghe này nha. Gì? Sau 2 năm cố gắng sửa xe đạp miệt mài, anh gần đủ tiền cưới em rồi. Rồi khi nào mới chịu cưới em? Em sắp già luôn rồi đó. Anh đâu? Coi nè, em sắp già lắm rồi đó. Già gì? Thanh xuân của em mất tiêu luôn rồi. Còn anh bén luôn, chết luôn rồi. Bén đâu mà bén? Do là con mắt anh thấy vậy thôi. Nhưng mà em phải nghe hiểu cho anh đi, trời ơi. Mình phải cố gắng thiệt nhiều nữa anh mới đủ tiền anh lo cho em đủ đầy chứ. Chứ bây giờ chưa gì hết cưới xong thì về tiền đâu vừa lo cho em. Đúng không? Vậy bây giờ khi nào anh mới chịu cưới em?
em đến thăm tôi dù không đón mời, vì tôi quá nghèo đâu dám hở môi, cắn gắng không tên nằm trong phố nhỏ, gập ghềnh qua lối quanh co, vào đây kiếp sống đơn sơ. Trời đất ơi, em đã nói chuyện với mẹ em rồi, ba mẹ em rồi. Có gì đâu mà anh phải sợ, anh thương em thì anh phải... Nhưng mà... Cái gì vậy trời? Men lên một chút đi. Thì men rồi nè. Nhưng mà... Em không biết đâu. Mỗi lần mà đi qua nhà em, ngay cái đầu ngõ nhà em thôi, thì ba má em sợ cũng chết. Trời ơi, chứ người ta đi bằng xe hơi, người ta đi tụ điều kiện thì người ta tự tin. Đi đâu vác xe đạp, trẻ làm đôi thiệt. Quan trọng là anh có thương em thiệt lòng không? Nhưng mà nè, em biết không? Sao em ngồi cái anh đứng vậy? Thì giờ anh ngồi. Dạ, tụi con cảm ơn bà. Dạ, dạ. Con cảm ơn bà. Trời ơi, đỡ quá. Vậy là có tiền cưới em rồi. Nè, em tặng cho anh chút nè. Gom đi nha, có tiền cưới em nha. Nhưng mà... Cái gì nhưng mà hoài? Qua lối nhỏ vào nhà em, muốn ghé vào thăm sợ ba má em buồn lòng. Lỡ rồi anh biết làm sao đây, để em mong suốt cả ngày nên buồn lắm. Để buồn cho em.
thì cho lại em nói với ba mẹ rồi đi. Nhưng mà sao mà được? Được chứ sao không được trời ơi. Trời ơi, tôi nghèo kiếp xác vậy, cô vậy sao tôi dám yếu. Cái ghế này của em mà không, anh lên ngồi chỗ với em đi. Nhưng mà quan trọng là bây giờ anh có thương em không? Còn không, thương chết. Có thương thì lo là sửa xe rồi kiếm tiền cưới em đi. Chứ em sắp già tới nơi rồi đó, là mới mốt không ai lấy em luôn. Sao không ai lấy được? Ngoài kia nay tôi để ý có hai cha kia dòm bà hoài luôn á. Có không vậy? Hai cha đó liệu hồn tôi vậy? Có ai không vậy? Dạ. Trời ơi. Trời ơi. Dạ con cảm ơn cô. Dạ con cảm ơn cô. Đổi. Ủa sao đổi vậy? Dạ dạ cảm ơn. Rồi. Có vốn rồi đó anh ơi. Thôi anh ơi, anh chờ có một chút xíu à. Mà anh than lên than xuống à. Em không có biết đâu, anh ra đây từ hồi 9 giờ mà bây giờ 11 giờ mấy, cái cổ anh dài còn hơn giờ con khu cao cổ của mày sở thú nữa. Nè em nói cho anh nghe, hồi đó anh nhớ không? Anh nhớ lại đi, suy nghĩ lại đi. Anh bắt em chờ từ 9 giờ sáng tới 9 giờ tối vẫn chưa thấy anh đâu. Trong thời gian đó anh làm gì? Mà đúng không? Có. Em nhớ đúng là có sai đó. Cãi nha. Em nhớ là có mà không có được cãi đâu. Gì đó anh đâu có đợi cho em đợi đâu. Em có bằng chứng rõ ràng. Đợi em xíu. Mà nhớ cái gì? Đợi em xíu. Nhớ khi xưa là nhau, chung một đường kẻ trước người sau. Ta lắm giờ giận. Ừ, thích giận vậy đó. Thôi, giận gì hận hoài á. Thấy không? Thấy cái cô tôi giận cái lời cô vỗ tay đó. Là cô đồng lòng á. Tại vì cô thương bà thôi. Thử tôi bên đây tôi hỏi nè. Tôi giận bà đó. Tôi sao chịu vỗ tay? Thấy chưa? Không ai vỗ tay hết. Cô vỗ tay kìa. Con giận. Con giận sao mà mọi người? Con giận là mọi người vỗ tay lớn chút. Nhắm giận được bao lâu? Dạ, cảm ơn mọi người. Giận thì giận nhưng mà thương thì thương, đúng không quý vị? Thôi không giận nữa. Thôi mệt quá, vậy làm gì hết giận đi. Nhưng mà nghe anh nói nè. Không. Bữa nay em biết nay là ngày gì không? Ngày gì không biết. Nay ngày Valentine. Không có quà. Có. Có, hồi nãy nói có mà giờ không thấy đâu hết trơn. Từ từ, người ta đang kiếm. Coi, quà mà kiếm thì phải chuẩn bị trước chứ. Có quà. Một bông hồng. Không, không em. Không thích bông hồng. Thôi nè. Tôi rồi, tặng nè. Nhận thì phải làm sao nữa đi. Chứ bông hồng mẹ đâu có đủ. Nghe nói nè. Nhung. Gì? Về đây bên nhau, ta nói lại tình xưa. Chuyện tình mà bao năm qua, anh gói ghém từng kỷ niệm. Với nắng con đường xưa,
sông tròn mùa đông muôn thuở. Anh sẽ về bên em, ta ấm lại tình cũ. Mới kêu anh hai ơi. Ủa? Không, tôi hát đúng nha. Tại vì hơi lộn chỗ một chút. Đó, hôm nay, không phải, hôm nay tôi gặp ông mà tôi hơi khớp một chút. Hả? Hơi khớp một chút. Khớp hả? Ừ. Trời, tôi biết mà. Trời, thấy tôi phải khớp thôi. Ôi trời ơi, đất ơi. Đẹp thôi, trai quá mà. Coi như tôi chưa nói gì. Dạ, lời nói đầu tiên cho phép Tuyết Nhung và Trường Sang xin kính chào quý vị khán giả đang có mặt tại phòng trà hôm nay ạ. À. Và cũng không quên xin kính chào quý vị đang xem live stream ạ. Thì rất là vui và cũng rất là biết ơn quý vị đã đường xa xa xôi ở tất cả các tỉnh ở xa đã đến đây để ủng hộ cho Trường Sang Tuyết Nhung. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Rồi bây giờ ban nhạc cho con xin nha. Định mới hỏi sao nắm tay hoài vậy? Chưa hỏi cái buông mất tiêu. Trăng sáng với tình yêu chúng ta vượt ngàn hải lý cũng không xa. Biển rộng đất trời chỉ có ta, thì sông ngân hà mình cũng qua. Biển không biên giới như tình. Gặp trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Không sao.
sang sẽ đẹp vì có nhung. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Biển xanh cát trắng sống hòa nhịp ái ân, không còn những chiều bâng khuâng. Trời ơi, mới vừa gặp chiều, mới hát con bài một mạng giờ tối luôn rồi. Nhưng mà sao cứ thấy buồn buồn không biết nữa. Không biết sao mà mới gặp người yêu mình ở đây mà mình cứ nhớ hoài. Dạ, em cảm ơn chị. Cảm ơn chị rất nhiều, dễ thương quá. Mới gặp bà ở đây à, mà cứ nhớ thấy thiếu thiếu làm sao. Tại sao vậy ta? Tại sao vậy? Sao anh nhớ em thế này, thương nhớ đong đầy trong lòng mắt. Buổi chiều vừa gặp nhau đây mà đêm đã nhớ vậy. Nhung hỡi nhung, nhung nào có lối đi về không còn thiếu. Trọn đời mình gần bên nhau, tình yêu thêm sắc thêm màu, không còn lo thương nhớ người. Nhung. Nhung gì ở đây? Thì tôi không muốn gặp ông nữa. Sao vậy? Đi về đi. Sao đuổi anh? Rồi, giận anh nữa phải không? Đây nè, cô ơi. Cái này á, là anh kiếm em. Anh muốn rủ em đi đám cưới chung là đám cưới của người ta. Chứ đâu phải đám cưới của anh đâu. Ủa? Vậy là anh rủ em đi chung với anh đó hả? Đúng rồi. Em nghĩ gì vậy? Trời ơi, vậy mà em tưởng anh bỏ em. Sao bỏ được? Anh chưa em... chưa cho em hết in tư của anh mà sao anh cho bỏ em được. Trời ơi, là sợ quá trời luôn, tụi anh bỏ em. Không có suy nghĩ lung tung nữa nghe chưa. Ủa, ghét bà quá này túi ngày. Cái gì? Sao anh dám qua đây vậy, vừa nay vậy? Thì anh nhớ em mà. Qua đây muốn thăm em. Trời đất ơi, buổi chiều còn gặp nhau đây mà đêm đã nhớ như vậy. Em hỡi em. Có hay. Em có hay á. Ừ. Nhưng mà nó nghe nè. Mình gặp nhau buổi trưa ở chợ được rồi. Tự nhiên cái giờ anh qua đây cái má em mà bà dậy lên, bà đánh em chích da. Ôi chích chùm á. Trời ơi, em đừng có lâu. Má em giờ này khuya hôm cứ hát rồi. Ngủ rồi đâu ra mà thức. Ê, mà nói nghe nè. Trời ơi.
chậm xíu, anh có cái này. Có gì vậy? Có quà hả? Anh có cái này cho em nè. Gì vậy? Gì bất ngờ vậy? Tên, 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 tên. Ui, ui, ui. Ê, trời ơi, đẹp quá vậy. Má anh mới vừa mai xong, kêu anh đem qua cho em. Trời ơi, đúng màu em thích luôn á. Thích không? Ôi, anh, nói má anh á, em cảm ơn nha. Nhưng mà em thích là được rồi. Đây. Cái này á, là má kêu á, là mai kêu anh đem qua cho em, để mai mốt hai đứa mình mặc đi hát. À vậy hả? Ừ. Rồi tặng quà xong chưa? Xong rồi. Hết rồi đúng không? Ờ, hết rồi. Vậy đi về đi. Nữa gì đuổi hoài vậy? Người ta qua người ta thăm mấy người đuổi người ta hoài à. Nhưng mà khoan, em dặn này nè. Mày mốt á, mà anh qua đây có tín hiệu, khi nào mà em hú thì anh mới qua. Anh mới vô đó. Còn mà em không hú thì anh đừng có vô nha, thôi má em mới la chết. Anh biết rồi, nhưng mà thôi giờ trước khi về cho hôn cái thôi. Hơi kỳ quá. Ở đây đông người quá. Cái thôi. Thôi mà kỳ quá. Thôi, thôi cái thôi nha. Trời đất ơi, phái muốn chết rồi mà bà đặt à. Thôi. Nhanh đi, nhanh đi. Làm cái lẹ đi. Ôi 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 ôi, chết. Giờ sao? Đi đâu? Đi vô, đi vô, đi vô. Vô đâu? Bảy này nhà em. Em lộn, em lộn rồi. Thôi, đi về đi. Thôi cho anh ôm cái thôi cũng được nữa. Anh đi đi. Ôm một cái thôi. Thôi anh đi về đi. Hay quá. Nhung mà. Dạ mẹ. Nhung. Làm gì giờ này á, kêu ra đóng cửa không lo, đóng lẹ vô trong ngủ làm gì, ở ngoài này mà sầm vậy. Như có ai phải không? Dạ không có đâu mẹ, không có, không có mẹ. Có. Không có. Mẹ à, có, mẹ có nghe, mẹ có nghe tiếng ai nè? Có mẹ. Mấy mèo hoang. Mèo hoang hả con? Mèo hoang. Trời ơi, bởi vậy tao nói trong cái khu này hả, mèo hoang nhiều dữ lắm. Mà mấy con mèo mà giờ này đi ngang là chỉ cốt coi nó rậm rập. Nó hẹn hò nhau mà ngộ lắm. Hẹn hò không bao giờ ở ngoài đường, chạy vô nhà mình rồi bắt đầu gặp nhau, cà meo rồi đòi ôm, đồi hung, đồi hít, nhìn chướng vô cùng. Ủa, sao mày biết vậy? Tao mẹ mày mà, cái gì tao không biết. Ủa, vậy là nãy giờ mày thấy hết rồi hả? Trời ơi, tất nhiên là không có thấy gì hết trơn á. Không có thấy, đoán thôi, vậy nó ngọt thôi. Trời ơi, mẹ này, làm con hết hồn à. Giỡn gì không vui đâu nha. Vậy là hư lắm á. Một cái nữa đi là tao nhào xuống đây nè, cắm đầu ở đây nè. Là ngồi đây coi luôn, không lên luôn nha. Dạ, con xin lỗi, con đáng yêu mà. Đáng yêu gì, không có đáng yêu, cái đó thấy ghê lắm con. Nè, mẹ là mẹ con chứ không phải triển chiêu đâu mà con chưởng mẹ như vậy. Con gái, con đứa, nghe mẹ nói nè. Thùy mị nết na lại thì mới mốt có chồng chứ con. Mày cứ sồn vậy sao tao dám gả cho người nào. Má có cho quen ai đâu mà có chồng. Hồi xưa mới 20 tuổi đầu mà quen chi. Thế khi nào mới có người yêu được má? Để già đi rồi má gả. Rồi lúc đó không ai thèm lấy con luôn á. Thì vô chùa ở. Trời ơi, má nói gì mà nghe, má nghe được. Trời ơi, là mẹ mà, má mà. Muốn nói gì nói. Nè, con này nó thất thường lắm nghe. Hồi kêu mẹ kêu má giờ muốn kêu gì? Thôi kêu má đi. Dạ. Ừ, kêu má nghe. Dạ, dạ. Kêu má nghe. Dạ, má. Bởi vì khổ ghê chứ. Nè, bây giờ á, má nói con nghe nè. Gái lớn rồi, má biết là con đã lớn, thấy không? Nhưng mà bây giờ á, con đừng có bao giờ mà quen bạn trai. Má không thích điều đó. Ngôi nhà này không bao giờ được có phép đàn ông bước vô, con hiểu chưa? Nhớ ghi khắc, cãi lời là chết với má nghe chưa? Đi vô ngủ. Dạ, con biết rồi. Vô lẹ đi. Đêm hôm mà. Ê! Cảm gì á? Đâu, đâu có gì đâu má. Đi cho má coi. Không có mà. Vậy lên đưa má đi. Con nói không có rồi. Đi cho má đi mà. Không có mà. Mà chị có gì kìa? Cái gì má? Đó, nhìn kỹ đi mà kia kìa. Hey, trời ơi. Trời ơi, lấy được rồi, cái gì đây? Ôi trời ơi, coi nè. Đẹp chưa, đẹp chưa, đẹp lộng lẫy chưa. Đẹp quá. Má ơi. Hả? Cái này là sao con? Cái này là thật ra là con tặng má đúng không? Con tặng má đúng không? Trời ơi, con gái của em hiếu thảo lắm quý vị. Tao nói nó thương em. Thấy em bận bà ba hoài, lâu lâu cho bận áo dài cho đẹp nè. Mà màu trắng này đi ban đêm là nó ấn tượng lắm nghe. Đi ngang tưởng ma không á. Nó nghe nè. Cảm ơn con nghe. Trời ơi, má thích lắm luôn á. Để bây giờ nè, đi vô trong đi, để má đóng cửa cho. Xong á, cái má dò nhẹ cái đồ này lên hen. Cái má phơi cho nó khô, sáng mai má mặc đi ba. Gì? Trời ơi, cái áo người ta để thì ca, mà bây giờ lấy đi ba. Trời đất ơi. Nhỏ này dạo này nó hay lảm nhảm quá ta. Chắc gì nó vui đó. Bị trước giờ chưa bao giờ tặng quà cho em mà. Trời ơi,
Cái áo gì mà nó đẹp dữ thần. Bây giờ để mặc vô cho cả nhà coi nha. Rồi thôi, mai cái size này là size em chắc luôn nè. Nhưng mà má dặn con nghe mốt mai á, thì mai cái nút cho má vô cho nó dễ. Mấy cái nút kéo này má vô cực lắm nha con nha. Đó. Ngon lành quý vị, mặc cái tay vừa. Cái hơi chật. Có đâu, sai em mà rách gì. Này mốt về tháo bên ra mặc được. Từ từ để mặc vô cho coi đẹp lắm. Trời ơi, đồ của con gái em. Đồ có... không có rách. Cái này yên tâm. Con em. Trời ơi, vô nè. Giỡn hoài, vô nè. Thấy chưa? Nó hơi bị nứt tí thôi. Được không quý vị? Được chưa? Đẹp, được, đẹp. Này là đẹp, gọi là nét đẹp má hú. Má em mất rồi. Dũng chừng em hú một cái là má em xuất hiện. Khen lấy, khen để luôn á. Trời đẹp quá má ơi. Đẹp quá. À. Không lẽ má em lên vậy sao ta? Trời. Không lẽ má em hiện vậy vậy ta? Để em kêu nha. Má. Ủa má nhớ má tuổi gà phải tuổi ngựa đâu hí dữ vậy? Không, phải có tín hiệu. Người âm người ta không có nói chuyện bình thường được. Hú à. Im. Anh nè, người yêu của em nè. Trời ơi, em bất ngờ lắm đúng không? Bất ngờ tại sao anh chưa về mà anh ở đây đúng không? Tại vì anh nhớ em, anh chưa được hôn em cái nào hết, cũng như không được ôm em nữa. Nhưng mà em ơi, anh có cái này muốn nói nha. Bình thường á, anh nhớ mùi em thơm lắm, mùi con gái tuổi đôi mươi. Nhưng mà sao hôm nay nó cứ khét khét như mùi mắm tôm vậy. Rồi, anh biết chắc chắn luôn. Em bảo với má em, biết má em lay em phải không? Lay bà nội mày. Hả? Cái gì? Em nói gì? Ý, mà sao anh sai em mới có một chút hả? Mà hình như em mập lên thì phải. Rồi, lại nữa. Lại má em lay nữa đúng không? Mày tả tao giống con virus quá vậy. Em nói gì vậy? Thôi, chịu không được hung cái nào. Bà già em lúc nào cũng làm kỳ đà cắn mũi, ra không đúng lúc gì hết trơn. Anh không hung được cái nào. Thôi giờ cho hung cái nha. Ê, không được. Hung cái cui cái gì vậy? Sao? Anh làm gì vậy? Thì anh đang hung em nè. Ủa khoan, đứng đó là Nhung, vậy còn đứng đây là Nhũng. Là sao? Mày hôm tao cứ nhắc nãy giờ tao nhũng ra rồi nè. Gì á vậy? Trời ơi, bác ơi. Trời ơi, cái gì vậy trời? Anh có biết đâu, sao bác mặc cái áo này? Trời ơi, gì? Này con gái tôi tặng tôi thì tôi mặc phải có gì đâu. Xin lỗi nha, trước giờ lâu lắm rồi chưa bao giờ trai hôm xong người rung bần bật hả? Con ơi, thôi, có uống. Anh đi về đi. Thưa bác, con về. Dạ, thưa bác, vô. Đứng lại. Làm gì vậy? Dạ, đứng lại. Kêu đứng lại là đứng yên, má chân phải tôi không có chết đâu mà đứng lại. Dạ con bước ra mày đây. Dạ. Bước ra mày đây. Ông Nhung bước ra đây. Ai đây? Dạ người yêu con. Cái gì? Người yêu con? Trời ơi Nhung ơi. Má bình tĩnh. Nín đi, bạn có quyền im lặng chứ không có quyền nói. Im đi. Cậu. Dạ. Cậu quen con gái tôi bao lâu rồi? Dạ. 1 giờ. Dạ không. 1 ngày. Dạ không luôn. 1 tháng. Dạ 1 năm. Dạ. Oh my god. 1 năm rồi Nhung, trong khi má giữ con từng giờ, từng phút, từng giây, con không rời má một bước. Mà bây giờ con quen thằng này 1 năm. Mày cãi lại má hả Nhung? Má nói sao cái ngôi nhà này không có đàn ông bước vô? Mày cãi má hả? Tao chết cho mày vừa lòng. Má bình tĩnh đi mà. Thôi mà bác, con bác bình tĩnh đi mà bác. Con yêu nhau thật lòng mà má. Cậu nói sao? Dạ con thương em Nhung thật lòng mà bác. Cậu thương con gái cậu thiệt lòng hả? Dạ thiệt. Bây giờ nó đẹp vậy cậu nói vậy thôi chứ muốn nó bị ghẻ cậu có thương nó không? Dạ không, con cái vẫn... gì dạ không là không thương. Con không, con vẫn chấp nhận đi mua thuốc sức ghẻ cho em mà.
Rồi mai mốt khi nó ghẻ xong nó chuyển qua nó cùi, nó nằm, nó lết, nó không làm được gì, mày có thương nó không? Dạ có, dù thế nào em, con cũng thương em hết. Xạo, nói dối. Sao vậy bác? Tại vì tất cả bây giờ hả, cậu chưa có bóc tem con gái tôi, thấy không? Ai chưa bóc tem cũng nói là anh yêu em trọn đời, bóc rồi đi, giúp con người ta vô thùng rác thôi. Là sao bác? Cách đây rất lâu rồi, có một bao thư 1m54 được gia đình dán tem rất kỹ. Và bao thư đó bắt đầu yêu người đưa thư, lén gia đình, bị anh đưa thư bóc tem. Sau khi bóc xong, bao thư bụng sình ra, rồi bị bỏ vào sọt rác. Còn cái thằng đưa thư đó thì nó vẫn dẫn dân bóc từng cái tem khác, khiến cho cái bao thư đó bây giờ mãi hối hận, ôm hận và đau lòng. Tụi con có biết cái bao thư đó là ai không? Dạ ai vậy bác? Bác nè. Trời ơi, sao má khổ vậy má? Không, không có khổ con, không có khổ. Kể vậy thôi chứ thực ra là con biết sao không? Tại vì đó ngu, mê trai. Cái tội mê trai thì phải chịu thôi. Nhưng mà má không có muốn con đi theo vết xe đổ của má, con hiểu không? Bây giờ nói vậy thôi. Chứ như bóc tem con xong rồi á là nó bỏ con liền à. Bây giờ hai đứa dừng lại đi. Dừng lại ở đây được rồi, bác, cậu đi về đi. Bác, tôi không muốn cậu ở đây. Tôi chỉ muốn con gái tôi thành tài thành người chứ không nên thành gia lập thất. Nó chỉ nên như vậy là đủ rồi, đi về đi. Dạ không được đâu bác, không có dừng được. Tại sao? Cái thằng cha đưa thư đó là thằng khốn nạn mà. Đúng. Đã làm bác cái nông nổi vậy nè. Đúng. Nhưng mà con không phải thằng cha đưa thư đó. Chứ cậu là ai? Dạ con là cái hòm thư. Cái hòm thư là sao ta? Khúc này chưa hiểu lắm nè. Dạ có nghĩa là cái thằng cha đưa thư á thì xé thư xong rồi bỏ. Ừ. Còn con là hòm thư, con xé rồi con giữ lại, con vẫn bảo vệ. Cũng chưa hiểu lắm á, có thể nói thẳng luôn được không? Phút này bị ngu nè, nói thẳng đi. Tức là sao? Con với em Nhung xé rồi. Xé hả? Gì dạ. Thiệt hả? Three month rồi. Three month là 5 tháng hả? Không không má. Hả? 3 tháng mà. Ừ, ba tháng hả? Chứ dạ, phải năm hả? Dạ, là 3. Trời ơi bây giờ 3 hay 5 gì mà. Thôi bác con biết bác ơi, bác con biết bác buồn lắm thôi mà bác. Không, không có buồn. Vui á, đang vui á. Ủa là không sao có buồn. Bác? Trời ơi, tưởng cái gì? Cái này là tin vui chứ đâu buồn. Mặc dù là bác không có đồng ý cái chuyện mà không có ủng hộ cái chuyện mà ăn cơm trước cổng, ăn kem trước cò kẽm. Cái ăn gì cơm ta? Trước kẽm bác. Là sao má? Là sao má? Ăn cái gì nè? Ăn cái gì trước cổng? Ăn cơm gì vậy? Ăn cơm trước kẽm. Phải không má? Con hỏi con đừng nói được không Nhung? Dạ, dạ thôi. Để má nói chuyện với sang dạ. Đi. Ăn cái gì quên rồi con? Dạ, ăn cơm trước kẽm. Phải không mọi người? Ăn cơm trước cổng hả? Ăn kem trước cờ? Ăn kem trước cổng hả? Ủa là học sinh mà. Thôi nói chung là bác không có hoàn toàn ủng hộ cái chuyện mà sống trước có three man như vậy. Dạ. Hiểu không? Nhưng mà giờ lỡ có three man rồi thì vậy bác cho con cưới em Nhung nha bác. Tất nhiên rồi, thật ra là bác biết tụi con là quen nhau lâu rồi mà tại vì cứ hỏi cái nó nói không có, bác nghi nó bị ô môi, hiểu không? Ừ. Bác nó bị lét. Bị gì vậy? Ủa con quên, bạn gái con mà. Đừng có đi sâu quá con. Đừng có đi sâu như vậy. Dạ. Thấy không? Bây giờ á mà bây giờ nó nói là nó có thượng vị minh rồi. Bác yên tâm rồi. Vậy hãy đi yêu nhau đúng không? Dạ. Yêu nhau phải không? Cầm đi. Cầm cái này. Làm gì vậy? Đâu rồi cái cây kia của con đâu rồi? Cái cây gì? Cái cây gì mà nó hay hay á? Cái cây giống cây của Nhung á hay là con cây này cũng cầm luôn? Dạ con cầm cây này được. Cầm cái này luôn phải không? Dạ. Hát đi. Hai đứa hát đi. Hồi nãy còn nửa bài lại nhớ người yêu chưa hát xong đúng không? Dạ. Hát đi. Hát vang dội. Cặp đôi con tên là con là ca sĩ Trường Sang đúng không? Dạ đúng rồi bác. Không khó con gái bác. Hai đứa đẩy nhau đi. Nắm tay nhau vươn xa ra vũ trụ đi. Thấy không? Dạ. Hát mà mọi người vỗ tay rần rần là mốt làm đám cưới ầm ầm luôn. Mọi người đồng ý không ạ? Một tràng vỗ tay là vô nha. Dạ cảm ơn mẹ. Em ơi ngồi đây mơ bóng thương hình. Ngồi đây tơ tưởng riêng mình với niềm mơ ước bay. Sang đưa đón Nhung giờ chiều nhớ đó nha. Trên lối đi về không còn yêu. Trọn đời mình gần bên nhau.
Bài gì bà ơi? Dạ cá thấy gì đâu. Còn có một bài à. Ủa còn có bài hả? Còn có bài à. Thì nở đó. Mà nở gì vậy? À, nở duyên. Một sáng tác của chị Thái Khang. Hey! Con miếng làm gì bà chạy lộn xì ngâu vậy? Chạy mà chạy lộn lên. Không phải tôi hát ao cho
Ông này ông không định hát ông hát lại hoài à? Đâu có, tại vì vui quá mọi người thích mà hát thêm lần nữa cũng đâu có sao đâu. Anh Đạt trống bên này anh nhìn mình. Anh nhìn mình nửa mắt. Đó, thấy chưa? Ý là chạy quá anh hỏi tốc độ em hả? Ừ, anh hỏi vô là biết để dừng lại đó. Bây giờ là mấy giờ rồi?